Hello, xin chào tất cả các bác đã quay lại với video tiếp theo nha. Chúc các bác một ngày mới làm việc thật là vui vẻ nha. Thì trong cái video lần này á, thì có con M1 Kuta M165 cabin máy lạnh, điều hòa mát lạnh, mùa Covid-19 nha, an toàn, không sợ bị dịch cái gì hết nha. Ngoài trong đó là mát luôn, các bác đi cày cả ngày là không thấy mệt luôn ấy. Xe còn rất là đẹp. Hiện tại thì mới rửa thay vỏ trước vỏ sau xong, thì bây giờ đang đánh bóng. Đang đánh bóng để cho xe nó đẹp nha các bác. Bóng lại nước sơn rin nha các bác, nước sơn rin 100% á, nước sơn rin nên là khi chúng ta đánh cana lên á nó sẽ sáng lên lại, tại vì cái thời gian mà bên đó nó bỏ ngoài trời á, ngoài nắng ngoài mưa á, thì nó sẽ làm cho nước sơn chúng ta bị mờ đi, thì sau khi về đây về Việt Nam á thì sẽ được rửa bằng xà phòng cho nó sạch hết, và chúng ta sẽ dùng cana để đánh bóng nó lên. Sau khi đánh bóng lên thì nước sơn nó sẽ ra như thế này nè. Đó, nó sẽ đẹp như thế này nè. Với lại bản năng của nó là nước sơn rin nên khi mà đánh bóng lên nó rất là đẹp nha. Không thể che vào đâu được. Nhìn những cái co này của nó còn rất là đẹp. Mới, không thể che vào đâu được. Phía trước này nó sẽ có thêm một cái bình để xịt cái nước kính rồi các bác. Bình này nó sẽ truyền lên phía trước. Em vào đây là nó sẽ có thêm một cái đồ để xịt lên, rửa lên cái kính này nè các bác không? Nó nghe đây, bắn lên. Hệ thống đèn bên trên thì còn đầy đủ hai cái hai bên. Đèn trước để thích hợp khi chúng ta đi cày ban đêm á. Con này được mang thương hiệu là Kuta M165 Monromatic gì đó. Bốn đúp, mà ống đúp là hai cọc. Đó. Hệ thống xi nhan hai bên nhan. Rất là đẹp nha. Được trang bị cặp vỏ gai lì, cái này là gai đi đường nữa, hoặc đi cày cũng được nha các bác. Rất là đẹp. Những con xe về mà nó ốc nó đẹp như thế này nè, mình thường hay quay lên cho các bác và mọi người xem á, tham khảo sơ qua nha. Đó, các bác thấy không? Ốc từng ở trong cái kẽ này nó còn đẹp. Thì mới rửa xong xịt dầu lên cho nó bóng lắm. Hệ thống cầu trước thì nó cũng khô ráo đẹp, không có bị xì nhớt, không có gì hết. Mình chia sẻ kinh nghiệm là review những chiếc xe là thật nha các bác. Có xe nó có sao thì mình nói như vậy cho các bác xem. Thực tế ở xa các bác vào thì nó cũng khó khăn, nên là em quay một chiếc xe là quay bằng tâm huyết, lương tâm của mình. Mình nói, mình tải xe cho các bác xem thực tế như thế nào. Thì khi các bác vào mua xe thì các bác sẽ đánh giá được qua em nói trong cái video là thiệt hay là giả hay là như thế nào. Máy móc lên 100%. Có những chỗ này thì mình đi học để bình thì axit nó ra, thì hơi bị xét ngay đây thứ. Và những cái phần này không quan trọng. Quan trọng là máy móc lên, nước sơn bên ngoài còn ok. Và những cái phần này các bác thích thì bên cửa hàng họ sẽ làm lại cho các bác đẹp 100%, không sao hết. Con này thử được thay cái gập vỏ trước rồi nha các bác. Vỏ trước, vỏ DRC. Đó, DRC này, nhãn hiệu DRC. Mâm này thì còn nước sơn rin. Đó, bánh nó còn đẹp ha. Học rin DRC. Vỏ mang thông số là 9524 nha các bác. Đó, bắt xe. Bọn xe này thường nó là hai cầu, trang bị một cái tay trợ lái bên này, nó tay trợ lái qua hai bên. Trên cây cầu nó sẽ có để một cái mã là X50C5616 này nè các bác ha. X50C5616
phần bên này nó sẽ có thêm là cái chỗ dưới này nó có một con ốc nhớt, thì cái này chúng ta nên chấm sơn vàng thì cái bác chỉ nhận biết hơn. Cái này có chỗ chấm nhớt. Đầu bọn thì khô ráo rồi, không có gì phải bàn, suy nghĩ trước, suy nghĩ thêm. Đó, hệ thống vành mâm rất trắng nha các bác, đẹp. Những chỗ thế này thì mình khi mình mua, có mua xong các bác muốn làm lại cho nó đẹp hơn á, thì cửa hàng họ sẽ chăm chút thêm tí nữa. Còn bây giờ họ vẫn để riêng như vậy, được đi thông số lốp bên này cũng là để đẹp xem các bác nha. Còn sau này thì đi bỏ 16 9 30, 16 9 30 tiếp on ở Việt Nam. Nước sừng rình nào ha, nhìn rất là đẹp. Có bình sẵn đây để mình quay sơ cho các bác xem tổng thể xung quanh một tí, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến đến phần cabin. Bây giờ mời các bác đến phần tiếp theo, ở phần tích sau của nó, phần đuôi xe cầu lớn nha các bác. Cái này là đùi lớn, lộn, mình xin lỗi, đùi lớn. Đùi của những con M này nó rất là to, thích hợp cho những bác là đi ruộng, cày, kéo, xới rất là hợp lý. Không, bên sau này nó sẽ có một cái chỗ là để chế nhớt vào, ở đây có cái tay thấm nhớt, hệ thống thủy lực phía sau, ba cày đóng móc kéo cầu đẩy rồi đấy, đóng ben móc cái lộn. Tay xới này các bác nè, tuy bằng nhớt, bắt nào không thích thì sau này nó hư xài vật cơ nha. Đó, này đèn sau nè, rất là đẹp. Em chia sẻ cho các bác là những cái kinh nghiệm mà những cái hiểu biết của em về cái con máy này á, nên em chia sẻ cho các bác. Còn các bác nào thích xem video á, thì xem các bác nào thấy hợp lý, vừa hợp với túi tiền của mình á, thì các bác liên hệ. Còn nếu mà các bác thấy nó không hợp lý á, thì các bác có thể không xem, cũng đừng bình luận hay là comment rồi các bác chửi thế này, nói thế này thế kia, hay là cái gì các bác muốn thực tế biết rõ về cái xe này như thế nào, không cần phải comment bên dưới, không cần phải nói giá cả mắc hay rẻ như thế nào, vào thẳng trực tiếp xem xe, cảm nhận về chiếc xe này nó như thế nào, giá cả bao nhiêu là hợp lý với cái túi tiền của mình thì mình mua, còn nếu không hợp lý thì thôi, không có gì hết. Đó, nó đơn giản là như vậy. Hiện tại này theo như giá của cửa hàng đưa ra thì con xe này mà 165 này, cái đầu không, nó sẽ có giá là 240 triệu. Đó, giá em báo cho trong video, các bác nào xem video từ đầu tới đuôi các bác sẽ biết đó, giá của cái xe nó sẽ như thế nào. 240 triệu giá cửa hàng đưa ra đó. Rồi, các bác sẽ chúng ta sẽ đến phần bên trong. Bên trong đây, phần nội thất bên trong thì còn trắng trẻo, rất là sạch sẽ. Hệ thống điều hòa rồi còn hoạt động đầy đủ rồi nha các bác. Các bác mà mua không phải suy nghĩ về cái phần bên trong này, phần trong này rất là đẹp. Đó, ghế da tem rinh rồi còn đầy đủ hết, hệ thống cầu số vi sai, máy lạnh điều hòa nè, em bật lên cho các bác thấy không, gió nó sẽ ra ồ ồ trong bên trong cái tay nè. Đó, trên này là các bác thấy không, đây bây giờ em sẽ quay cho các bác xem bên trên này nè, cái trần này nè là trần rin, nước sơn rin đó, nó không có cách âm như ô tô rồi nha, nhưng mà nó sẽ được trang bị nó ví dụ không có mưa dột hoặc cái gì vào trong, thích hợp cho các bác nào mà đi phun thuốc sâu hoặc trong lô cao su hoặc cày xới, hoặc các bác nào thích xài dòng máy lạnh á thì nên chọn những con này, nó vừa với túi tiền của mình mà vừa với công việc, vừa là sức ngựa của nó là 65 HP, thì nó có thể là cày kéo gì cũng được nha các bác. Còn cái này các bác thấy tem rin nè, hôm trước cái chỗ mà đậu cái con M165 này là cái chiếc mà John Deere 6400, thì hôm qua đã được anh trai Gia Lai xuống lấy rồi nha các bác. Đó, các bác nào chê xe mắc rẻ hay như thế nào đó, em mới bán xong đó 360 triệu. Đó, thương lượng người ta có thiện chí, người ta vào trực tiếp để xem xe và mua xe luôn các bác nha. Đó, lên xe về trong đêm luôn. Các hệ thống của nó ở đây, đèn rồi còn đầy đủ các bác. Cái này cái đèn gì chớp nè, mà em không biết nữa, chắc là thắng tay thắng chân gì đấy, số gì đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nổ máy để khám phá thử nha.
mà sao cái bình nó đề không được các bác ơi, nó tạch. À, số thì cái cấu số của nó thì bên này 1 2 3 4 5 6, nghĩa là khi mà chúng ta tới bao nhiêu thì chúng ta có thể dè được bao nhiêu, đúng không? 6 12 số tới, 12 số lui, đúng không? F R H nè, nhanh chậm này các bác nè. Nó hệ thống vi sai DT cầu trước thì nó sẽ được nằm đây, cầu điện nha các bác nè, rõ ràng chi tiết vậy đó. Dòng M này tất cả các cầu của nó sẽ được trang bị là cầu điện 100%, không có con nào giống con nào hết, con nào cũng như nhau hết á. Đó, hiện tại thì em ra bên ngoài rồi, tại vì vặt gió bên trong nó không có bình này, cái bình ắc quy này nó không có đủ độ mạnh để đề được cái máy. Đó, bây giờ em sẽ nhờ mở cái lưới bên hông này ra cho các bác xem nha, lưới bên hông cho các bác xem rõ cái bên trong cái máy của nó rất là tuyệt vời. Mở dùm cái máy nè các bác, nhiều nè, cái phần mặt nạ bên ngoài bên trong nè thì chúng ta dòm nè, không, những cái ốc mặt nạ bên trong nè còn rất là mới, đèn còn rất là đẹp nè. Mở cái lưới hông ra cho xem thử nha, này thì cũng mới dặm lại, nó hơi bị tróc tróc tí xíu, ok rồi, đẹp rồi. Đèn chó đèn tí nữa mình sẽ rửa sạch sẽ hết, lắp đèn điện hoàn chỉnh vào, thì các bác mua thì không phải mất thời gian dọn lại nhiều. Đó, rất là ok nha. Ta sẽ cùng, không, cái này bây giờ mình để ngoài đi để cho nó khô cái đã, xong rồi bây giờ anh mở dùm cái lưới hông ra, đụng có dấu nó chưa lại, tại vì phủ keo qua cho nó bóng đó. Cái mặt nạ nè đã đụng vào nó hơi có dấu tay tí xíu mà không sao. Cái này mở dùm hai cái lưới hông ra tí xíu để cho các bác cùng tham khảo và cùng chiêm ngưỡng cái bên trong, vẻ đẹp bên trong của chiếc M165 này. Động cơ 3 máy dung tích xi lanh 1 tấc 09 sẽ làm cho chúng ta rất là hài lòng về sản phẩm này. Các bác thấy không? Nè, những từ nó đẹp, từ cái co, cái về những cái pho, cái co cổ dê của nó cũng còn rất là đẹp và mới. Rin. Đúng không? Đó. Rất là đẹp nè các bác nè. Cổ dê nè, rất là đẹp. Lọc dầu, lọc gió rồi còn rất là mới. Đề nè các bác thấy không? Cái đề nè, rõ sáng này các bác nè, em quay sát vào cho các bác xem nè. Rất là mới nha. Đó. Đúng mà. Bét nè các bác thấy không? Heo nè. Không có một chút trầy xước luôn nè, chì đồ con nguyên rin của nó nè, máy nổ rất là ngon. Bây giờ làm sao có thể có dấu không? Có dấu liền. Hay vậy hả? Sao tự bóng mà chơi ấn vô đó, ngoài ruột đi chứ không có ruột thế vậy luôn hả? Ừ rồi, ok luôn, áo keo mà ruột vậy, chấp nhận luôn, chấp nhận cho anh Sang luôn đó. Hệ thống bên này dưới này nó sẽ có một cái lọc dầu, dầu từ bên thùng dầu đi lên đưa ra đây. Còn cái này là lọc nhớt bên nha các bác, cái lọc nhớt là rất là quan trọng nè, những cái lọc nhớt mới không bao giờ xài được, dòng M chuyên gia những cái lọc nhớt mới này, nhớt bên mới này không bao giờ xài được, chỉ có lọc rin theo xe. Khi chúng ta mua xe về, chúng ta vệ sinh kỹ cái lọc nhớt bên này và chúng ta thay nhớt gắn nó vào lại, xài không bao giờ hư. Nhưng mà lọc nhớt mới các bác gắn vào, nếu các bác mua lọc trúng lọc Trung Quốc, lọc không an toàn cho máy, nó sẽ dẫn tới tình trạng là hư bơm, hư phần thủy lực phía sau. Đó, nó tác hại rất là nhiều, cái lọc thủy lực này nè rất là độc nè các bác. Nếu mà chúng ta muốn an toàn hơn á, thì chúng ta sẽ mua một cái lọc mới về, cắt ra và lợp lưới bên trong lại thì nó sẽ an toàn và hiệu quả cho chiếc xe của chúng ta hơn. Đó, bây giờ phần bên này thì nó, cái hệ thống bơm của nó thì nó là bơm ben riêng, bơm trợ lực tay lái riêng. Những cái con ốc, những cái tem trên cái cánh, cái két nước là các bác thấy không, còn rất là mới nè, ốc vảy màu luôn nè, rất là đẹp. Đây là ốc rin theo xe 100%. Đó, chúng ta sẽ đến phần bô xả bên này, có thấy đẹp không nè. Nếu các bác nào vào xem trực tiếp cái xe này cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó, chúng ta không thể nào mà nhìn nhận về bên ngoài chúng ta đánh giá về được một chiếc xe được. Cái này là em chỉ có nói sơ cho các bác xem mà biết rõ như vậy thôi, không đó. Còn này lọc nhớt máy thì những cái lọc nhớt này thì mua có xài, chúng ta cũng nên mua lọc rin xài rất là tốt, ok.
hệ thống ống xả rất là khô ráo nha các bác nè, đó không có gì hết, máy nổ rất là ngon. Mà bây giờ nó thời hạn video nó cũng có hạn, quay dài quá thì các bác xem nó cũng nhàm chán lắm đó. Máy cũng rất là đẹp nha. Rồi ok, xin chào tạm biệt các bác đến với video này nha, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bác nào về đón em nó, rước em nó về sớm nhất nha. Rồi xin chào tất cả các bác.